Hello, xin chào anh em, và mình là Hoàng Vâu đây. Trong phân khúc laptop gaming trung cấp thì cái câu chuyện mà anh em muốn sở hữu cho mình một chiếc máy nó hướng đến tiệm cận hoàn hảo hay để sử dụng lâu dài thì nó là điều rất hiển nhiên rồi. Và ở phân khúc khoảng 30 đến 35 triệu đi thì thường là những chiếc máy ở trong cái tầm giá này sẽ được trang bị một cái màn hình đẹp, rồi thì chất lượng build cao cấp, bàn phím ngon và đặc biệt là phải có RTX nữa để chơi ray tracing cho nó mượt. Và ở ngoài thị trường hiện nay thì cũng có khá là nhiều máy được trang bị những cái cấu hình tương tự như vậy. Tuy nhiên thì để chọn cho mình một chiếc máy phù hợp thì với mình cực kỳ là khó khăn, mãi bây giờ đã mua được máy đâu. Và nếu như anh em đang quan tâm những chiếc máy này và đang băn khoăn không biết lựa chọn chiếc máy nào phù hợp cho mình thì trong video này mình sẽ cùng anh em đi tìm hiểu top 4 những chiếc máy sử dụng card RTX 2060 trong tầm giá 30-35 triệu đáng mua nhất đầu năm 2021 nhá. Và bên cạnh đó mình sẽ đưa ra những cái ưu nhược điểm và tiêu chí lựa chọn máy để cho anh em có một chiếc máy phù hợp với mình nhất. Và nếu anh em đang quan tâm đến những chiếc máy này thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop AZ cùng với mã giảm giá AZ300, trừ trực tiếp 300.000 đồng vào đơn sản phẩm. Link chương trình và link sản phẩm mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video để cho anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì không để mất thời gian của anh em nữa, chúng ta cùng bắt đầu video nào. Chiếc máy đầu tiên mình muốn giới thiệu cho anh em chính là chiếc máy laptop gaming sôi thịt đến từ nhà Acer, đó chính là chiếc Helios 300. Là một mẫu laptop gaming trung cấp của Acer thì Helios 300 2020 được rất nhiều anh em săn đón tại cửa hàng Laptop AZ. Với mức giá ở thời điểm anh em đang xem video là vào khoảng 33 triệu đồng thì nó sở hữu cho mình một con chip i7-1750H 6x12 luồng với TDP là 45W, card RTX 2060 rất mạnh mẽ của nhà Nvidia, màn hình Full HD IPS 144Hz, RAM 16GB 2933 và SSD 512. Thì với cấu hình trên có thể nói là con quái vật này của nhà Acer nó không chỉ mang trong mình một hiệu năng chơi game mạnh mẽ mà còn sở hữu một hệ thống tản nhiệt AeroBlade thế hệ thứ tư cực kỳ mát mẻ. Khung hình cho ra luôn trên 60fps với những tựa game offline nặng. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của card RTX 2060 thì phải nói là chiếc máy này bất bại trước mọi tựa game 3 hiện nay. Và phải nói rằng hiếm có một chiếc laptop gaming nào có thể chạy mắc ray tracing mà nhiệt độ không vượt quá 95 độ như chiếc máy này. Cho nên có thể nói rằng Helios 300 2020 là một cỗ máy cày kéo game dành cho anh em game thủ thực thụ. Bên cạnh đó thì chất liệu của Helios 300 2020 được làm full kim loại, cảm giác cầm nắm cũng cực kỳ là cứng cáp, độ chắc chắn thì mình sẽ cho vào khoảng 8,5 trên 10 điểm. Và ngoài ra thì cách trang trí logo Predator phát sáng cùng với hai miếng kim loại ở khe gió tản nhiệt tạo nên một cái cá tính nó cũng rất là khác biệt cho người sử dụng. Cùng với đó là bàn phím cũng được trang bị dải đèn LED RGB 4 vùng cực kỳ là xịn sò, anh em có thể tùy chỉnh bằng phần mềm Predator Scene của hãng. Và không chỉ là chơi game rất là ngon lành cảnh đào, Helios 300 2020 cũng sở hữu cho mình một màn hình có phổ màu cao. Như anh em có thể thấy ở trên màn hình thì đây là một màn hình nó cực kỳ đẹp, thích hợp dành cho anh em làm cả về đồ họa, vẽ kỹ thuật 2D, 3D hay là editor. Cùng với độ sai màu thấp thì chất lượng đầu ra của sản phẩm in ấn của anh em nó cũng sẽ chính xác hơn. Và ngoài ra thì khả năng nâng cấp cũng rất là song sánh khi Acer trang bị cho chúng ta tới hai khe SSD để chạy RAID, hai khe RAM chạy dual channel và một khe HDD 2.5. Các cổng kết nối cũng được trang bị rất là đầy đủ và trong đó có cả cổng Thunderbolt 3 cực kỳ là tiện lợi. Và dù là văn võ song toàn như vậy, tuy nhiên thì Helios 300 vẫn có một vài điểm trừ nhỏ nhỏ như là chất liệu rất dễ bám mồ hôi vân tay. Những người lười như mình thì chắc chắn sẽ không thích điều này rồi. Và để có một nhiệt độ cực kỳ là mát mẻ thì đánh đổi lại đó chính là tiếng quạt nó khá là to. Mỗi khi mình chơi game thì lại phải đeo tai nghe để cải thiện tiếng ồn. Và cuối cùng là trọng lượng lại là khá nặng, nó sẽ rơi vào khoảng 2,5kg cho nên tính di động sẽ là một bất lợi của Helios 300. Và bù lại ba nhược điểm nho nhỏ ở trên thì với mức giá 33 triệu thì anh em có một chiếc máy chạm đến tiệm cận hoàn hảo, chất lượng build vỏ kim loại và cảm giác chắc chắn, chơi game hay là làm đồ họa cũng mượt mà. Và đây thực sự là một chiếc máy rất đáng để anh em tham khảo. Chiếc máy thứ hai mình muốn giới thiệu cho anh em là một sản phẩm đã được gọi mặt chỉ tên rất nhiều trong những bài đánh giá chi tiết, so sánh hay là test game và cũng là best seller của Laptop AZ, đó chính là Lenovo Legion 5. Ngoài ra thì chiếc Lenovo Legion 5 phiên bản này cũng sở hữu một màn hình có phổ màu rất là cao, phải nói là cao nhất trong cả 4 chiếc máy mình muốn giới thiệu cho anh em trong video này. Nó sở hữu 100% sRGB, 77% Adobe RGB, độ sáng 360 nits, DTE là 1.6. Phải nói đây là một màn hình cho một trải nghiệm thị giác cực tốt, dù là chơi game hay là làm đồ họa, edit video phải nói là mắc ping không có điểm gì để chê cả. Bên cạnh trải nghiệm thị giác cực kỳ tốt thì chắc chắn là cảm nhận xúc giác trên chiếc Lenovo Legion 5 này cũng rất là tốt, khi bàn phím của Legion 5 gần như là best choice trong dòng các laptop gaming. Cảm giác gõ thật tay,
thoải mái. Và với những anh em làm coder hay làm về sáng tạo nội dung thì đây chắc chắn là một chiếc laptop gaming hoàn toàn phù hợp cho bản thân anh em. Và ngoài những điểm rất ăn tiền ở trên thì chiếc máy này vẫn giữ nguyên hai cái nhược điểm cổ truyền như những phiên bản khác, như là touchpad tracking phản hồi nó chưa được nhạy, cảm giác bị rít trong quá trình sử dụng. Và cân nặng vào khoảng 2,4kg cùng độ dài 2,1cm thì đây cũng sẽ là một bất lợi về tính di động của Legion 5. Tuy nhiên, bù lại hai cái nhược điểm ở trên thì chúng ta có một chiếc máy có chất lượng build tốt, mounting phổ màu đẹp, bàn phím best choice cho anh em coder và hệ thống tản nhiệt cực kỳ mát mẻ và êm ái. Và chiếc máy này thực sự rất xứng đáng với túi tiền mà anh em bỏ ra, và đây cũng là một trong những chiếc máy mà mình yêu thích nhất. Chiếc máy thứ ba mình muốn giới thiệu cho anh em là một chú báo đen đến từ nhà rồng đỏ, đó chính là thanh niên MSI GL65. Mình không phải là fan của MSI, nhưng mỗi khi nhắc đến thì lại thấy đèn LED RGB nhấp nháy các kiểu, rồi thì vẻ ngoài hổ báo cáo trồn cơ bắp các thứ, thì chiếc máy này nó cũng tương tự như vậy. Phiên bản MSI GL65 Leopard mình muốn giới thiệu cho anh em hôm nay, nó sở hữu cho mình chip Core i7 1750H 6x12 luồng, các RTX 2060, RAM 16GB bus 2933 và SSD 1TB. Với mức giá vào khoảng 34 triệu đồng tại thời điểm anh em đang xem video thì đây là một trong những chiếc laptop gaming có vẻ ngoài cơ bắp nhất, cục xúc nhất, bề vệ nhất và đèn đóm hoa lá cành nhất trong năm 2020. Với logo rồng đỏ phát sáng và hai đường cắt chéo ở mặt lưng tạo cho vẻ ngoài của GL65 trông cực kỳ là cool ngầu. Chất liệu của chiếc máy này thì được hoàn thiện từ nhựa ở thân máy và kim loại ở phần mặt lưng, cảm giác cầm nắm thì cũng khá đầm tay và chắc chắn. Về độ cứng cáp thì mình sẽ cho vào khoảng 7,5 trên 10 điểm. Và điểm nhấn chính của chiếc GL65 này nằm ở bàn phím đèn LED RGB per key của SteelSeries, có thể tùy chỉnh được từng phím hay kiểu nhấp nháy sập sình thông qua phần mềm rồng đỏ của hãng. Đây là một chiếc máy mà có nhiều kiểu nháy đèn đẹp nhất mà đẹp mắt nhất từ trước đến nay mà mình đã từng thấy. Và đây là bàn phím full size anh em nhé. Diện tích cũng như là khoảng cách phím rất là hợp lý, độ phản hồi nhanh, gõ thoải mái, khiến cho anh em có thể đạt được tốc độ gõ phải là siêu kinh điển. Màn hình cũng là một điểm ăn tiền của chiếc GL65 này, khi nó có một cái phổ màu nó rất là cao như anh em có thể thấy ở trên màn hình. Và với cái màn hình này thì không những anh em chơi game và giải trí hay là xem phim thì nó cũng rất thoải mái, hoặc là anh em làm về multimedia cũng sẽ có một cái trải nghiệm làm việc cũng mắc pinh với cái màn hình này. Và về hiệu năng thì cũng khỏi phải bàn với con chip i7 Gen 10 rồi. Cùng với sự hỗ trợ của các RTX 2060 thì trải nghiệm chơi game trên chiếc GL65 này cũng là cực kỳ đã, với FPS rất là ổn định. Mặc dù có thua thiệt đôi chút về hiệu năng so với Helios 300 nhưng cũng không phải là quá đáng kể. Và thêm một điểm mình yêu thích ở trên chiếc GL65 này là chiếc máy được trang bị tới 7 ống đồng, cùng với đó là có nhiều khe gió tản nhiệt. Đồng thời cũng được trang bị công nghệ Cooler Boost 5 giúp cho nhiệt độ của máy mát mẻ hơn. Nhiệt độ dao động khi chơi những tựa game nặng đô chỉ cao nhất là khoảng 92 độ mà thôi. Mặc dù khá là ồn ào nhưng điều đó khiến cho việc vận hành của chiếc máy này tốt hơn. Ngoài ra thì GL65 vẫn còn một vài nhược điểm nho nhỏ như là chất liệu rất dễ bám mồ hôi vân tay, layout bố trí bàn phím và cổng kết nối khá là dị và phải mất khá nhiều thời gian để làm quen nếu như không muốn ấn nhầm liên tục như mình. Tuy nhiên, bỏ qua hai cái nhược điểm trên thì MSI GL65 là một cỗ máy gaming lấp lánh dành cho những anh em muốn sở hữu một chiếc máy hội tụ được những yếu tố gaming từ bên trong lẫn bên ngoài. Chiếc máy cuối cùng mình muốn giới thiệu cho anh em là một phiên bản đặc biệt của HP Omen 2020, và nó đặc biệt như thế nào thì mời anh em theo dõi nhé. Phiên bản HP Omen 2020 mình muốn giới thiệu cho anh em hôm nay, nó sở hữu cho mình chip Core i7 1750H, các RTX 2060, RAM 16GB, bus 2933 và 512 SSD. Và cái điểm đặc biệt của trên chiếc máy này là nó sở hữu cho mình một cái màn hình 300Hz cực kỳ xịn sò. Hơn nữa, với mức giá cho những trang bị khủng long này chỉ vào khoảng 35 triệu tại cửa hàng laptop AZ mà thôi, cực kỳ tuyệt vời đúng không nào? Và vẫn giữ nguyên những nét thiết kế của HP Omen 2020 thì phiên bản này vẫn là những đường nét vuông chằn chặn từ bên ngoài đến bên trong. Vẫn là thiết kế nhựa ở thân máy và mặt lưng, chiếu người tay thì được làm bằng kim loại và vẫn cho một cái cảm giác cầm nắm cực kỳ là chắc chắn. Độ cứng cáp thì mình sẽ cho vào khoảng 7,5 trên 10 điểm. Ngoài ra thì tính di động cũng tương tự như những phiên bản khác, với trọng lượng là 2,1kg cùng độ dày 2,1cm, rất mỏng nhẹ đối với một chiếc laptop gaming cấu hình khủng long như thế này. Về hiệu năng thì với con chip i7 Gen 10 cùng card RTX 2060 thì mình đã không ngần ngại bật max setting và ray tracing với tựa game Control. FPS dao động loanh quanh vào khoảng 60fps rất là ngon lành. Sang đến tựa game Doom Eternal thì thậm chí khung hình luôn dao động ở 150fps, có khi lên đến 180, rất là mượt mà. Dung nhịp CPU cũng rất ổn định ở 4.1. GPU cũng được bung hết hiệu năng nhưng nhiệt độ cũng rất là mát mẻ, chỉ loanh quanh khoảng 70 đến 73 độ mà thôi. Hơn nữa thì những tựa game FPS sẽ là một mảnh đất dụng võ dành cho màn hình 300Hz có cơ hội phô diễn chất lượng hiển thị mượt mà của mình. Phải nói rằng màn hình 300Hz nó đã dã man con ngàn luôn anh em ạ. Chơi game chán xong quay ra màn hình ngồi lướt con chuột không nó cũng sướng.
Ngoài màn hình tần số quét cao thì phiên bản này cũng sở hữu một phổ màu cũng khá là cao như anh em có thể thấy ở trên màn hình. Với phổ màu này thì anh em hoàn toàn có thể vừa làm và vừa chơi rất là mượt mà với chiếc máy này, từ làm đồ họa, thiết kế banner cùng độ sáng cũng rất là cao, nên anh em hoàn toàn yên tâm ở những điều kiện môi trường thiếu sáng. Và dù rất là ngon nhưng không phải là chiếc máy này không có nhược điểm. Với chất liệu kim loại ở chiếu nghỉ tay thì chiếc máy này vẫn bám mồ hôi kinh hồn như ngày nào, và vẫn là khe gió ở phía bên cạnh phải thổi vào tay khá là khó chịu vào mùa nóng. Bên cạnh đó thì tản nhiệt cũng chưa được tốt, dù là rất ít nhưng đôi khi vẫn phải xảy ra hiện tượng quá nhiệt ở những tựa game nặng. Tuy nhiên thì ta vẫn phải thừa nhận rằng để gánh vác con chip i7 cũng như card RTX 2060 trong một thân hình mỏng nhẹ như vậy thì nhiệt độ cao cũng là điều dễ hiểu. Bù lại, khi chơi game xung nhịp vẫn giữ rất là ổn định, không xảy ra hiện tượng throttling. Đồng thời tất cả những trang bị này chỉ có giá vào khoảng 35 triệu đồng thì thật sự đây là một chiếc laptop gaming không tưởng trong tầm giá đáng để anh em tham khảo. Tổng kết lại thì với tầm giá 30-35 triệu thì đây là 4 trong số những chiếc máy mà theo mình đáng mua nhất tại thời điểm hiện tại sử dụng card RTX 2060. Nếu như anh em là một người thích cày kéo game thì chiếc Helios 300 sẽ là một chiếc máy gaming cơ bắp hoàn toàn phù hợp. Còn nếu anh em làm về coder hay là có tần suất nhập liệu cao thì chiếc Legion 5 sẽ là một chiếc máy hoàn toàn phù hợp khi nó có cho mình một cái bàn phím tốt và tiếng quạt cũng cực kỳ là êm ái nữa. Và nếu anh em thích màu mè, đèn đóm sôi thịt thì chiếc GL65 sẽ là một trải nghiệm hết sức là tuyệt vời. Và cuối cùng, nếu anh em thích một cái màn hình nó đã dã man con ngàn 300 nhạc thì chiếc HP Omen 2020 sẽ là một trang bị hoàn toàn xứng đáng với số tiền anh em bỏ ra. Và video đến đây là hết rồi, không biết anh em nghĩ sao về những gì mình chia sẻ. Anh em đã sử dụng 4 chiếc máy này chưa và cảm nhận như thế nào thì hoàn toàn có thể bình luận ở phía bên dưới phần comment. Và đừng quên like, subscribe cũng như là chia sẻ cho channel của Laptop AZ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.